hé lộ bí mật 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch. 4 con giáp lộc rơi trúng đầu, trúng số độc đắc, đổi đời giàu to. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự anh thông. Thưa quý vị, những con giáp này có thể mở tiệc ăn mừng ngay từ bây giờ, bởi chỉ cần bước sang 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch, cuộc sống của các bạn sẽ bước sang một cái trang hoàn toàn mới. Công việc thì hanh thông, thuận lợi. Người đi làm hưởng lương thì được cấp trên cất nhắc, trọng dụng. Người làm ăn kinh doanh thì sẽ được lộc trời ban. Hàng hóa về đến đâu thì bán hết đến đó. Không phải lo nghĩ về cái chuyện hàng thừa hay là tồn kho. Một số người còn may mắn có cơ hội trúng số đổi đời, giàu nhanh chóng mặt sau một đêm. Đối với cái chuyện tình cảm thì vốn dĩ các bạn là những người chung thủy, nhưng mà chưa gặp được may mắn trên con đường tình duyên. Vì vậy trong cái thời gian này, trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch, thì những ai mà đang trong cảnh chăn lươn gối chiếc sẽ có khả năng cao tìm được cái hạnh phúc của đời mình. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Đó, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch không ai khác, đó chính là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, nói chung ấy, những ngày cuối tháng 1 có thể là một cái giai đoạn thực sự bùng nổ của những người tuổi Thân. Thời gian trước đó tưởng chừng như các bạn đã trải qua một cái giai đoạn khó khăn và ảm đạm. Nhưng từ nay trở đi, bản mệnh sẽ mở ra một cái chương mới của cuộc đời. Mọi nỗ lực thì đều đi kèm với những cái niềm vui trong tương lai. Theo các chuyên gia tử vi học cũng dự báo, những người tuổi Thân có một cái thời điểm, nói chung là làm việc khá là tất bật, đối mặt với những cái khó khăn, những cái áp lực. Khối lượng công việc thì nhiều, việc nào cũng cần phải gấp rút hoàn thiện. Vì thế mà đôi khi các bạn ở trong trạng thái là phải vắt chân lên cổ, chứ không còn được thảnh thơi như thời gian trước nữa. Các mối quan hệ xã giao trong thời gian này cũng thiếu đi cái sự hài hòa, xảy ra nhiều cái cạnh tranh lục đục đấy. Tốt nhất là, nói chung ấy, là quý vị cũng cần phải nên lưu ý. Nó tốt ở chỗ là có cạnh tranh ấy, thì có phát triển, nhưng mà nó xấu ở chỗ là đôi khi ấy, khiến cho các bạn phải suy nghĩ, phải lao tâm khổ tứ. Và tất nhiên, nói chung ấy, nếu mà trong thời gian này ai biết chủ động nắm bắt cơ hội, có sức chịu đựng bền bỉ, người ấy sẽ gặt hái được những cái thành công như mong muốn. Thêm nữa, trong thời gian này lại được các tinh nó soi sáng, nó giúp đỡ, nó mang đến những cái cơ hội hỗ trợ cần thiết trong công việc với những người tuổi Thân. Cái vận quý nhân của những người tuổi Thân ấy, nói chung là không có nỗi tệ, quan trọng là các bạn có tinh tế để nhận ra người đó là ai mà nhờ cậy hay không mà thôi. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh buôn bán của những người tuổi Thân ấy, thì trong thời gian này ấy, nó cũng đôi khi va vấp một vài khó khăn, nhưng mà càng làm ấy, thì lại càng hanh thông thuận lợi. Vậy nên các bạn cứ kiên trì đến cùng sẽ thu được những kết quả như ý. Nói chung ấy, cái sự thay đổi này chắc chắn sẽ mang đến những cái niềm vui và hy vọng vô tận cho những người tuổi Thân. Con giáp này làm gì cũng sẽ rất nghiêm túc, có trách nhiệm trong mọi việc và có khả năng chịu được cái áp lực, nên là thường gặp được nhiều cái điều bất ngờ, đặc biệt là tin vui trong cuộc sống. Vậy nên trong thời gian này, nói chung ấy, trong 5 ngày cuối tháng thì cũng như được tiếp sức bởi cái sự may mắn, được nhiều quý nhân giúp đỡ, nên là sự nghiệp nó phát triển cũng gì cũng được nở rộ, mở ra nhiều cái cơ hội mới. Những người tuổi Thân có thành tích rất tốt trong công việc, biết nắm bắt cái cơ hội, thể hiện cái tài năng và cái năng lực của mình, được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Nói chung ấy, các chuyên gia tử vi học cũng dự báo, mặc dù công việc bận rộn và nhiều cái áp lực, nhưng những người tuổi Thân sẽ được đền đáp một cách xứng đáng bằng cái thu nhập thì ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong thời gian cuối tháng này. Nói chung trong thời gian cuối tháng thì ngoài tiền lương, các bạn còn có thêm những cái khoản thu nhập phụ như là tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu hay là quà tặng. Nhìn chung tổng thu nhập của những người tuổi Thân trong cái 5 ngày cuối tháng này cũng khá là dồi dào, không phải đắn đo suy nghĩ. Trong thời gian này với những bạn trẻ chưa lập gia đình ấy, thì cũng nên hết sức đề phòng cái hạn do cái tiểu hao hung tinh nó gây ra tình trạng là hao tốn về tiền của. Cần phải tiết chế cái ham muốn mua sắm đấy, và hạn chế những cái đồ không cần thiết, tránh rơi vào cái tình trạng là tiền vào tay rồi lại bay đi ngay mất. Bên cạnh đó thì những người kinh doanh buôn bán, nói chung ấy, thì có một cái thời điểm là doanh thu được khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, một vài cái dự án đầu tư có dấu hiệu là sinh lời. Bản mệnh yên tâm mà đón những cái vận may đến với mình, chi tiêu cũng thoải mái hơn và đôi khi cũng còn dư dôi chán đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng có cái vận may tài chính rất là tốt, có thể nắm bắt cái cơ hội đầu tư quản lý tài chính để giá trị của mình nó được tăng vọt, đạt được
cái sự tích lũy và phát triển ngày càng lớn mạnh hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 2 trong 5 ngày cuối tháng 1 không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung những người tuổi Tý sẽ bứt phá trong cái 5 ngày cuối tháng 1 năm 2024. Đó. Nói chung với thực tế thì trong khoảng thời gian này thì những người tuổi Tý đón một cái làn gió mới, may mắn hay thông nó kéo đến liên tiếp như một cái món quà xứng đáng cho những cái nỗ lực của những người tuổi Tý trong suốt thời gian vừa qua. Các chuyên gia tử vi học cũng dự báo con đường công việc của những người tuổi Tý sẽ thăng hoa với cái niềm đam mê chưa từng có. Chẳng những vậy, cái phương diện tình yêu của những người tuổi Tý cũng trở nên vô cùng là suôn sẻ. Con giáp này có nhân duyên khá là tốt, xử sự khéo léo nên là sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Chính cái điều này cũng mang lại cho các bạn những cái sự giúp đỡ cần thiết, đạt được nhiều cái kết quả tốt trên cái con đường chinh phục cái mục tiêu của mình. Nhờ đó mà sự nghiệp được phát triển thuận lợi, tài lộc thì cũng vô cùng là dồi dào với những người tuổi Tý. Miễn là các bạn thể hiện được đầy đủ cái tài năng của mình trong công việc, các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội để thành công hơn nữa. Nếu là những người lãnh đạo, các bạn chỉ cần giữ cho mình một cái đầu óc tỉnh táo và sáng suốt, cống hiến hết mình cho công việc, các bạn không những nâng cao cái giá trị của bản thân mà còn tạo ra cái lợi ích cho công ty, cho tập thể. Trong thời gian này, nói chung ấy, về phương diện tài lộc của những người tuổi Tý thì tài khí của bản mệnh nói chung ấy cũng đặc biệt lý tưởng, càng chăm chỉ càng xông xáo làm ăn ấy thì lại càng dễ thu được nhiều cái món lợi lớn. Thêm nữa, trong thời gian này lại được cả hai cát tinh nó chiếu mệnh là cái thiên tài và thực thần, nên là con giáp này có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính thì khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng lúc đúng chỗ, nhất là những cái dự án phát triển đầy triển vọng sẽ thu lại về cho các bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Nói chung ấy, đây cũng là một cái thời điểm mà cái lợi nhuận nó cũng để được tăng vọt. Công việc nó thuận lợi đấy, khiến cho cái thu nhập của các bạn cũng gì cũng được tăng lên. Nói chung trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch thì những người tuổi Tý sẽ có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, công việc thuận lợi nó kéo theo cái thu nhập của những người tuổi Tý cũng được tăng cao. Người tay trái hay là tay phải đều có thể sẽ kiếm về cho mình một cái khoản lợi nhuận kha khá. Một số người còn nhận được cái sự giúp đỡ của bạn bè đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà những người tuổi Tý đã dày công vun đắp vun vén từ bấy lâu nay. Do đó, các bạn nên tránh để cái tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ. Đừng vì một chút chuyện mà lại sinh ra nóng nảy giận hờn. Đồng thời, chú ý đến cái việc là giao tiếp với mọi người và tránh những cái mâu thuẫn và cái xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Thêm nữa, tiền bạc kiếm được nhiều nhưng mà nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng dễ bị hao hụt một cách nhanh chóng. Các bạn cũng cần phải duy trì cái thói quen tiết kiệm và tự bảo vệ cái thành quả của mình, để làm cho tiền, để ra tiền ngày một nhiều hơn. Trong thời gian này thì những người tuổi Tý cũng cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi, không nên chi trước trả sau, kể lại lao đao lận đận trong vấn đề tiền bạc. Đồng thời các bạn có thể chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tiền bạc thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung ấy, tiếp theo chúng ta cũng cùng xét đến những người sinh năm Mão. Trong khoảng thời gian 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch này thì những người tuổi Mão sẽ sở hữu một cái may mắn và mở ra một cái kỷ nguyên huy hoàng cho riêng mình. Những người tuổi Mão với bản chất lạc quan vui vẻ, làm việc thì thông minh, cùng với cái sự sáng suốt và nhạy cảm phi thường, bạn luôn có thể bắt được nhiều cái cảm hứng trong cái công việc.
nên là có thể đạt được cái kết quả vượt trội. Những người tuổi Mão là những người mà lanh lợi, có khiếu hài hước, quan hệ rộng, thích giao tiếp với mọi người, đặc biệt là được mọi người vô cùng yêu quý. Đó cũng là cái lý do mà tại sao khi bắt tay vào bất cứ cái công việc gì thì cũng được người khác đặc biệt nhiệt tình giúp đỡ. Mọi việc cứ thế mà thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, lại được tài tinh, quan tinh nó chiếu mệnh, nó mang đến những cái dấu hiệu khả quan cho cái sự nghiệp của những người tuổi Mão. Đây cũng là cái thời điểm mà các bạn vừa chấm dứt một cái hành trình vất vả, xong hành trình ấy cũng gì đến cho các bạn những cái tín hiệu đáng mừng trong tương lai. Một số cái quyết định sáng suốt của những người tuổi Mão trong những ngày cuối tháng này cũng mang lại cái lợi ích và cái kết quả đáng mừng cho các bạn. Các bạn sẽ cảm thấy tự hào khi mà những hy sinh của mình được đền đáp một cách là hoàn toàn xứng đáng. Không ít người tuổi Mão sẽ dám bắt đầu thực hiện những cái khởi động quan trọng, hào hứng với nhiều cái tin vui trong công việc, những cái thay đổi tích cực về phong cách sống, về ngoại hình lẫn cái sức khỏe của mình. Nói chung ấy, trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch, các bạn sẽ được nhiều các tinh ưu ái, gặp được nhiều may mắn và tận dụng được những cái cơ hội để thể hiện xuất sắc về mọi mặt. Cái sự cải thiện về cái vận may này cũng sẽ mang lại ngày càng nhiều cái thành tựu cho các bạn ở nhiều cái phương diện khác nhau. Dù trong công việc hay là trong cuộc sống thì các bạn đều có những cái lợi thế riêng và là người mà nắm cái thế chủ động. Điều đáng nói hơn nữa là trong khoảng thời gian này, các bạn sẽ may mắn nhận được cái sự giúp đỡ từ quý nhân. Điều này sẽ khiến cho thu nhập của các bạn tăng lên một cách đáng kể, thậm chí là có thể nói là bùng nổ của cái tài lộc. Nhưng mà quý vị cũng đừng chủ quan nhé. Chỉ có chủ động thì các bạn mới có thể là phấn đấu để đạt được những cái thành công lớn lao nhiều hơn nữa. Nói chung ấy, trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024 ấy, thì cái vấn đề tài lộc của những người tuổi Mão ấy, không những là rực rỡ như mong đợi, nhưng mà ấy, nói tóm lại là các bạn cũng rất khả quan đó. Các bạn đủ trang trải cho cuộc sống và có được cái sự no đủ nhất định, không phải lo nghĩ quá nhiều về cái chuyện tiền bạc. Hơn nữa, trong thời gian này thì tốt hơn hết bản mệnh không nên so sánh cái hoàn cảnh của mình với bất cứ ai. Vì mỗi người đều có cái phúc phần riêng. Nếu các bạn muốn giàu có hơn ấy, thì không ngừng làm việc thiện và giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong những ngày cuối tháng này thì khuyến khích những người tuổi Mão dùng một phần tiền bạc của mình để làm những việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù chỉ cần một cái khoản nho nhỏ của các bạn cũng gì cảm thấy là mình giàu hơn tất cả mọi người xung quanh đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn phúc đức cho mình thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Thìn là một trong những con giáp bứt phá, rực rỡ trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024. Thời gian tới, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, nhận được cái sự ủng hộ từ quý nhân, có thêm nhiều cái cơ hội để phát triển cái sự nghiệp của mình. Những người tuổi Thìn rất chủ động trong cái công việc, biết nắm bắt cơ hội, thể hiện cái năng lực và cái tài năng của mình, cũng được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Trong các mối quan hệ xã hội, các bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ được những người ưu tú ở mọi cái tầng lớp xã hội. Điều này sẽ tạo cái nền tảng vững chắc cho cái sự phát triển trong tương lai của những người tuổi Thìn. Hơn nữa, nhờ cái sự giúp đỡ hào phóng của quý nhân, các bạn sẽ bội thu tài lộc nhờ kiếm được từ cái công việc chính và công việc phụ của mình. Điều này sẽ khiến cho những người khác đôi khi phải ghen tị. Nếu biết lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm trước khi hành động ấy, thì những người tuổi Thìn ấy còn có thể là gì được giàu có và suôn sẻ hơn rất nhiều nữa. Thêm nữa, trong thời gian này thì được tài tinh nó xuất hiện, nó cũng báo hiệu cái vận may về tiền bạc có thể xuất hiện ngay lập tức trong 5 ngày cuối tháng 1 này. Các bạn hãy nhanh tay nắm bắt, đừng bỏ lỡ cơ hội, cũng đừng nghi ngờ vì các bạn hoàn toàn có thể làm được. Đó là cái kết quả hoàn toàn xứng đáng với những gì mà các bạn bỏ ra. Có những lúc những người tuổi Thìn không ngờ tới nhất thì tiền bạc lại đổ về với các bạn một cách là nhanh chóng nhất.
trong 5 ngày cuối tháng này. Thậm chí khi gặp khó khăn, không biết xử lý với một khoản tiền phát sinh như thế nào thì các bạn cũng nhanh chóng nhận được cái sự giúp đỡ nhiệt tình của những người xung quanh. Nói chung ấy, trong 5 ngày cuối tháng thì các chủ doanh nghiệp cũng có thể gặt hái được nhiều cái thành công khi mà các giao dịch tiền bạc, đàm phán và thương thảo giá cả ấy, trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhất là với những người tuổi Thìn mà có thể quản lý tài chính một cách là hợp lý, sẽ có cơ hội thì tăng thêm cái thu nhập qua các khoản đầu tư của mình. Đây là lúc những người tuổi Thìn chưa nghĩ đến cái việc đầu tư và thì có thể bắt tay vào thực hiện ngay, bước vào những cái lĩnh vực kinh doanh mới và chấp nhận cái rủi ro. Tuy nhiên các bạn vẫn cần phải chú ý kiểm soát cái chi tiêu của mình, tránh những cái khoản tiêu dùng không cần thiết. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần lưu ý rằng con giáp này cần phải giữ bình tĩnh và tự tin khi đối diện với những cái thử thách. Không dễ dàng từ bỏ mục tiêu, ước mơ của mình thì mới đạt được những cái thành công như ý nguyện trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ tư. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp may mắn nhất trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Và trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch, chúng ta sẽ có 4 con giáp được lộc trời cho, đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Thân, 2. Tuổi Tý, 3. Tuổi Mão, 4. Tuổi Thìn. Đây là 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội giàu sang phú quý trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.